trước mùa vui sau làm việc nghĩa. Biết đâu cái niềm vui đi kèm theo cái niềm hy vọng năm nay quý vị sẽ trúng số. Là năm con rồng, chúng ta trúng số đế vương. Số đế vương tôi nghe nói dài, chỉ có 200-300 thôi, nhưng cũng làm đế vương một giây phút. Bây giờ chúng tôi xin mời ban tổ chức xin lên sổ số để coi năm nay chúng ta ai sẽ được làm đế vương trong một vài giây phút. Mời ban trong này. Ai có số xin lấy ra sẵn, và nếu mà trúng thì đừng có xỉu nhé. Số 3, 7.
xin mời số 563 lên bán giải độc đáo. Xin mời 541. Dạ. Chúc mừng anh. Cảm ơn anh nhiều. Tôi rất cảm ơn quý vị. Có một vị gửi lại ủng hộ ban tổ chức. Cảm ơn anh nhiều. Cảm ơn quý vị đã ủng hộ giải vé số cho cộng đồng để chúng tôi có thể trang trải chi phí cho cái buổi tổ chức vé số này. Xin cảm ơn quý vị. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn anh Minh Anh. Và như vậy, ba người năm nay gặp vận hên sông đế vương trong giây phút, bởi vì cái trị giá của cái giải chúng rất là cao. Tôi nghe nói cao nhất là 300 euro. Dẫu gì nhưng mà trước mùa vui sau làm việc nghĩa, quý vị có những giây phút hy vọng và